Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Điểm tin quốc tế trên kênh youtube Báo Điện tử VOV. Cập nhật những tin tức nóng liên quan đến tình hình xung đột Nga và Ukraine. Sĩ quan lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời là cựu tổng công tố nước này, ông Yuri Lutsenko mới đây cho biết Ukraine đang mất đi các khu vực đông dân cư mỗi ngày và chính quyền Kiev không thể làm bất cứ điều gì trước tình hình đó. Ông Lutsenko lưu ý, tất cả chúng ta đều sống dưới áp lực của những báo cáo hàng ngày rằng người Nga đã chiếm đóng một khu vực khác, một khu vực đông dân cư khác. Tất cả chúng ta đều thấy rằng chính quyền không phản ứng với điều này dưới bất kỳ hình thức nào. Theo viên chức này, sóng phát thanh của Ukraine tràn ngập mọi thứ, ngoại trừ thông tin về tình hình thực tế. Ông kết luận tình hình đã phát triển từ mức nghiêm trọng hơn đến mức mà tướng Machenko gọi là sự sụp đổ của mặt trận. Đây là báo động mới. Trước đó, đại sứ quân đội Ukraine Dmitry Machenko cho biết, Mặt trận của lực lượng vũ trang Ukraine đã sụp đổ trước sự tấn công dữ dội của lực lượng vũ trang Nga do mất cân bằng trong kiểm soát, nhân sự mệt mỏi và thiếu quân dự bị. Hôm 31 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị thuộc nhóm quân Vostok đã giải phóng làng Yanayia Poliana ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Một ngày trước đó, có thông tin về việc giải phóng các khu định cư Goniak, Katynika, Dobrolie và Silidovo ở Donetsk. Trong một diễn biến nóng đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Krulia Kipka gần thị trấn Kupian ở vùng Kharkov, đông bắc Ukraine. Quân đội Ukraine không xác nhận thông tin này, nhưng các quan chức thừa nhận giao tranh quyết liệt đang diễn ra trong khu vực và thành phố Kupians đang bị Nga pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine liệt kê Krulia Kipka là một trong 9 điểm nóng, với 15 cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi trong ngày qua và 9 cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Ngoài Kupians, Mục tiêu quan trọng thứ hai của Nga là Pokrovsk, một trung tâm hậu cần khác xa hơn về phía nam ở Donetsk. Vitaly Ganchev, quan chức do Nga chỉ định ở khắc cốc cho biết trên Telegram rằng, việc giành được Krulia Kipka sẽ giúp chúng ta chặn một trong những tuyến tiếp tế quan trọng nhất của đối phương, họ sẽ không còn có thể tiếp cận bờ phải của sông Osko nữa. Quân đội Nga đang tiếp tục cuộc tấn công từng chút một, chúng tôi đang tiến đến gần Kublans, những nỗ lực bền bỉ và không ngừng nghỉ của quân nhân Nga đã mang lại kết quả. Quân đội Nga vừa cho biết các lực lượng nước này đã phá hủy một xe bọc thép chở quân VAB của Ukraine do Pháp sản xuất tại khu vực Kursk. Trong tuyên bố trên Telegram, lực lượng vệ binh quốc gia Nga cho biết Nga đã triển khai máy bay không người lái tự sát phá hủy chiếc xe bọc thép chở quân VAB của Ukraine do phương Tây cung cấp. Video quay từ hiện trường cho thấy, sau khi xác định được mục tiêu, chiếc UAV đã lao nhanh vào phương tiện khiến nó bốc cháy. Trong khi đó tại tỉnh Donetsk, kênh Telegram Isnanka của Nga đã công bố video cho thấy máy bay không người lái UAV của nước này theo dõi một bệ phóng tên lửa phòng không T tại khu vực gần làng Velikaya Kostromka. Kênh Iznanka cho biết những tổ hợp này giờ trở nên hiếm hoi, kíp lái cũng rất sợ bị tên lửa Iskander tập kích nên họ dừng lại nhiều lần khi tới vị trí triển khai. Khi tới điểm dừng thứ ba, kíp vận hành Ukraine quyết định triển khai xe phóng và UAV Lancet lao tới chỗ đó. Video do UAV trinh sát ghi lại cho thấy xe bốc cháy sau đòn tập kích trong thời gian tương đối lâu. Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo cánh quân Đờ Nhép đã phá hủy một bệ phóng Iris-T của Ukraine, song không nêu địa điểm cụ thể. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây cho biết quân đội lực lượng Ukraine chưa bao giờ có ý định chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk thuộc tỉnh Kursk của Nga, nơi Kiev đã tiến hành một hoạt động tấn công bất ngờ hồi đầu tháng 8. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Bắc Âu, ông Zelensky cho biết nếu chúng tôi muốn chiếm nhà máy điện hạt nhân của Nga thì chúng tôi đã làm điều đó rồi. Chúng tôi có đủ khả năng chiếm nhà máy này nhưng hành động ấy khiến Ukraine không khác gì Nga. Tổng thống Zelensky cũng khẳng định sẽ không chiếm giữ cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương như cách Nga đã làm với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trang web Deep State chuyên theo dõi thông tin nguồn mở cho biết Nhà máy hạt nhân này nằm cách các vị trí do Ukraine nắm giữ ở tỉnh Kursk khoảng 40 km. Nhà máy hạt nhân này có hai lò phản ứng đang hoạt động, có thiết kế tương tự nhà máy Chernobyl ở Ukraine, cùng hai lò hiện đại hơn đang trong quá trình xây dựng. Hai lò mới này gần giống lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Zabrizia mà Nga đang kiểm soát ở tỉnh cùng tên ở Ukraine. Nhà máy Kursk cung cấp gần 90% tổng lượng điện cho tỉnh này và phần lớn điện do nhà máy sản xuất được cung cấp cho các khu vực lân cận và lưới điện thống nhất của Nga. Trong trường hợp Nga mất kiểm soát nhà máy vào tay Ukraine, tỉnh Kursk sẽ gặp nhiều vấn đề về nguồn cung điện. Bộ Ngoại giao Nga vừa chính thức bác bỏ đề xuất được gọi là kịch bản Đức nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ Ivestia của Nga ngày 31 tháng 10, ông Rodion Mirosnik, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga đã khẳng định quan điểm phản đối áp dụng mô hình này vào tình hình Ukraine hiện nay. Theo đề xuất này, các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát sẽ được gia nhập NATO, trong khi Nga vẫn duy trì quyền kiểm soát tại những khu vực họ đang nắm giữ. Ông Denis Denisov, chuyên gia đến từ Đại học Tài chính thuộc chính phủ Liên bang Nga, nhận định rằng việc thực hiện kịch bản này sẽ tạo điều kiện cho NATO triển khai cơ sở hạ tầng quân sự, trực tiếp đe dọa đến an ninh của Nga. Ông Denisov nhấn mạnh, phi quân sự hóa Ukraine là một trong những mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự đặc biệt của chúng tôi. Việc Ukraine gia nhập NATO hoàn toàn mâu thuẫn với mục tiêu này. Nhà khoa học chính trị Igor Pesnicry cho rằng Mỹ đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến kịch bản Đức. Theo ông, điều này xuất phát từ lo ngại rằng cuộc xung đột càng kéo dài, số vùng lãnh thổ Ukraine nằm dưới sự ảnh hưởng của Mỹ sẽ càng giảm đi. Theo Ukraineform, giám đốc trung tâm chống thông tin sai lệch Ukraine CCD, ông Andrei Kovalenko cho biết Lực lượng quân đội Triều Tiên đã xuất hiện tại Donetsk. Phát biểu trên truyền hình, ông Kovalenko nêu rõ, những binh sĩ này chưa trực tiếp tham chiến do họ thuộc binh chủng công binh, tuy nhiên khả năng họ sẽ sớm được điều động. Ông Kovalenko nhấn mạnh rằng, những binh sĩ Triều Tiên này sẽ mặc quân phục Nga, sử dụng giấy tờ Nga, hòa vào cùng những người Kamik và Buryat nhằm che giấu thân phận quân nhân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là chiến thuật mà phía Nga đang tính toán. Chí ít, chúng tôi nắm được kế hoạch như vậy của đối phương triển khai lực lượng này trước tiên tại mặt trận Donetsk. Theo ông Kovalenko, sau giai đoạn khởi động, họ sẽ được điều động tới các khu vực khác. Trước đó, theo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, khoảng 11.000 quân nhân Triều Tiên sẽ sẵn sàng tham chiến bên cạnh Nga vào tháng 11 sau thời gian huấn luyện tại các thao trường ở Nga. Tiếp tục với những diễn biến liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, một số đồng minh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trích dẫn số liệu bỏ phiếu sớm cho thấy tỷ lệ phụ nữ đi bỏ phiếu cao và cảnh báo rằng ông Trump có thể thua ở tiểu bang chiến trường quan trọng Pennsylvania. Theo số liệu của NBC News, tính đến tối ngày 31 tháng 10, đã có gần 62 triệu phiếu bầu sớm được bỏ, trong đó phần lớn là phụ nữ với tỷ lệ 54% so với 44%, một xu hướng diễn ra ở Pennsylvania. Pennsylvania là một tiểu bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay. Trong khi ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang cạnh tranh để giành được số phiếu đại cử tri đoán quan trọng, 19 phiếu đại cử tri của Keystone State là một con số nhiều hơn bất kỳ tiểu bang dao động nào khác, có thể quyết định kết quả của cuộc bầu cử. Hầu hết, các cuộc thăm dò ở Pennsylvania cho thấy khoảng cách khá hẹp giữa các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa và Dân chủ. Mức tranh lệch dao động cho biến độ sai số khiến cho tiểu bang này trở nên khó đoán. Các đồng minh của ông Trump như nhà hoạt động chính trị báo thủ Charles Crist ở Turning Point Action đã đăng trên mạng xã hội X rằng, cho đến nay, tỷ lệ bỏ phiếu sớm ở Pennsylvania chủ yếu là phụ nữ, đồng thời cho biết thêm rằng nếu đàn ông ở nhà, bà Kamala Harris sẽ là tổng thống. Ông khuyến khích đàn ông cần đi bỏ phiếu ngay bây giờ. Theo số liệu tính đến ngày 31 tháng 10, cử tri nữ đang chiếm ưu thế trong việc bỏ phiếu ở Pennsylvania với công cụ theo dõi cử tri bỏ phiếu sớm của NBC News, cho thấy phụ nữ chiếm khoảng 56% số phiếu bầu sớm, trong khi nam giới chiếm khoảng 43%. Công cụ theo dõi cho thấy đã có 1.627.706 phiếu bầu qua thư và trực tiếp bỏ phiếu sớm tại tiểu bang này, với 58% do đảng Dân Chủ đã đăng ký bỏ phiếu và 32% do đảng Cộng Hòa bỏ phiếu. Những cử tri đã đăng ký theo đảng không nhất thiết phải bỏ phiếu theo đường lối của đảng. Trong số những cử tri mới nhất của tiểu bang, phụ nữ theo đảng Dân Chủ là nhóm lớn nhất với hơn 33.800 lá phiếu sớm đã được bỏ. Bất kỳ ứng viên nào giành được chiến thắng ở Pennsylvania đều có khả năng đảm bảo chức tổng thống. Với con số rõ ràng nhất dẫn đến chiến thắng của bà Harris là giành chiến thắng ở ba tiểu bang chiến trường, bức tường xanh là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, trừ khi có bất kỳ kết quả bất ngờ nào ở nơi khác. Trong khi đó, cơ hội sẽ mở ra với ông Trump nếu ông giành chiến thắng ở Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia. Thị trường cá cược bầu cử Mỹ đang bùng nổ với sự tham gia của các nền tảng lớn như Betfair, Kambi và Polymarket. Vào đầu tháng 10, tòa án phúc thẩm Liên bang Mỹ đã bật đèn xanh cho Kambi cung cấp nền tảng cá cược bầu cử hợp pháp dành riêng cho công dân Mỹ. Kể từ đó, nền tảng này đã thu hút hơn 100 triệu đô la Mỹ tiền đặt cược liên quan đến mùa bầu cử. Tạp chí Business Insider cho biết, Canxi nhanh chóng leo lên vị trí thứ 7 trong danh sách các ứng dụng miễn phí hàng đầu được tải trên cửa hàng ứng dụng App Store của Apple vào sáng ngày 29 tháng 10 theo giờ địa phương, thậm chí đứng nhất trong danh mục ứng dụng tài chính miễn phí. Polymarket, một nền tảng khác, cũng phục vụ nhu cầu đỏ đen trong dịp bầu cử, cũng chứng kiến khối lượng giao dịch tăng vọt trong năm nay. Số liệu cho thấy gần 2 tỷ đô la Mỹ đã được đặt cược trên trang Polymarket trong tháng 10, gấp khoảng 4 lần so với con số 533 triệu đô la Mỹ được ghi nhận vào tháng 9 và hơn 10 lần so với 39 triệu đô la Mỹ của tháng 4. Theo hãng tin Bloomberg ngày 29 tháng 10, trong khi các cuộc khảo sát ý kiến truyền thống vẫn cho thấy cuộc đua ngang tài ngang sức giữa hai ứng cử viên đại diện cho hai đảng, các thị trường cá cược gần đây lại nghiêng mạnh về ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, đẩy tỷ lệ thắng của ông lên đến mức 60% hoặc cao hơn. Tính đến chiều ngày 28 tháng 10, tỷ lệ cược cho chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới ở Polymarket đã lên 66%. Ở các nền tảng cá cược khác như Bedford và Osaka, Ứng cử viên đảng Cộng hòa cũng cho thấy tỷ lệ đặt cược cao hơn ở các bang chiến địa Pennsylvania, Nevada và Arizona, những bang từng quyết định kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Không chiếm nhiều ưu thế như đối thủ của mình ở sân chơi đỏ đen này, Paris vẫn cho thấy sức hút của mình ở các bang chiến trường khác như Wisconsin và Michigan, dù khoảng cách giữa cả hai rất xích sao. Các bang này được coi là quan trọng đối với Đảng Dân Chủ, nhưng hiện tại mức độ ủng hộ cho bà Harris tại đây đang bị thử thách do ảnh hưởng từ chiến dịch tranh cử của ông Trump và những biến động trong các khảo sát gần đây. Mới đây, một tòa án tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ đã triệu tập tỷ phú Elon Musk liên quan đến vụ kiện về việc tổ chức chính trị của ông tặng 1 triệu đô la Mỹ cho cử tri trước ngày bầu cử tổng thống sắp diễn ra. Trước đó, văn phòng cơ quan tư pháp Philadelphia ngày 28 tháng 10 đã khởi kiện America PAC, một ủy ban hành động chính trị được ông Musk thành lập nhằm tài trợ cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tặng tiền ngẫu nhiên cho cử tri tại các bang chiến địa. Bên nguyên đơn cho rằng việc tặng tiền này là cho sổ số, số trái phép, dụ dỗ cư dân bang Pennsylvania để cung cấp dữ liệu cá nhân của họ. Thẩm phán đã ra lệnh tất cả các bên trong vụ kiện phải có mặt tại tòa án ở Philadelphia vào ngày 31 tháng 10. Đại diện của America BAC và của ông Musk chưa phản hồi về yêu cầu triệu tập trên. Tỷ phú này trước đó cam kết cho đến ngày bầu cử ngày 5 tháng 11, mỗi ngày ông sẽ tặng 1 triệu đô la Mỹ cho một cử tri ngẫu nhiên ký vào bản kiến nghị trực tuyến, ủng hộ tu trình án thứ nhất và thứ hai liên quan đến quyền phát ngôn và sử dụng vũ khí. Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi thư cảnh báo đến America PAC rằng việc tặng tiền cho cử tri có thể vi phạm luật pháp liên bang, vốn cấm trả tiền cho người dân để đăng ký bỏ phiếu. Kết quả thăm dò của AB Nock vừa được công bố cho thấy đa số người Mỹ được hỏi cảm thấy bất an về chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 khi chỉ còn vài ngày nữa là cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Theo kết quả thăm dò được tiến hành, đối với 1.233 người trưởng thành, cứ 10 người được hỏi thì có 7 người bày tỏ lo lắng hoặc thất vọng về chiến dịch tranh cử. Chỉ khoảng 30% cho biết họ hào hứng với các cuộc chạy đua giữa hai ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump vào Nhà Trắng. Một số nhóm thậm chí còn lo ngại hơn thời điểm cách đây 4 năm, dù cuộc bầu cử khi đó diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Năm 2020, kết quả cuộc thăm dò của AP, NOC, cho thấy khoảng 65% số người Mỹ được hỏi lo ngại về cuộc bầu cử. Với thành viên của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, mức độ lo lắng cũng cao hơn chút. Khoảng 80% số thành viên đảng Dân Chủ được hỏi bày tỏ lo lắng, tăng nhẹ so với tỷ lệ khoảng 75% trong cuộc bầu cử trước khoảng 65% thành viên của Đảng Cộng Hòa cũng có cảm giác này, tăng 5% so với hồi năm 2020. Cảm giác bất an bao trùm cử tri Mỹ vào tuần cuối của chiến dịch vận động tranh cử. Cuộc đua giữa hai ứng viên rất sát sao trên cả nước, cũng như tại các bang giao động quan trọng, khi các kết quả thăm dò gần đây cho thấy cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế đáng kể hơn so với đối thủ. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, các vụ phóng tên lửa và sốc kết của phong trào Hezbollah ở Liban vào miền Bắc Israel hôm ngày 31 tháng 10 đã khiến cho 7 dân thường nước này thiệt mạng, đánh dấu một ngày đẫm máu nhất đối với người dân Israel ở đây. Phong trào Hezbollah xác nhận đã phóng một loạt sốc kết vào khu vực Krajot phía bắc thành phố Haifa và một tụ điểm quân sự khác ở doanh trại Zaid của Israel. Trong một tuyên bố khác, Hezbollah thông báo họ đã nhắm vào một xe tăng Merkava và một xe quân sự của Israel ở Katakiam thuộc miền nam Liban bằng tên lửa dẫn đường, khiến cả hai xe đều bốc cháy và phi hành đoàn thiệt mạng hoặc bị thương. Cùng với đó, Hezbollah cũng phóng tên lửa vào một khu vực tập trung lực lượng Israel tại khu định cư Avivim và đánh chặn một máy bay không người lái Hermes 450 của Israel, buộc máy bay phải rút lui. Ngày 31 tháng 10, một quan chức cấp cao của Hamas cho biết Hamas không đồng tình với việc tạm dừng giao tranh để rồi xung đột lại tiếp tục xảy ra. Phong trào Hồi giáo có vũ trang này khẳng định chỉ có giải pháp chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn mới là điều được ủng hộ. Hồi tháng 7, phong trào Hồi giáo Hamas đã giảm bớt các điều kiện để chấp nhận lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ở giải Gaza, đồng thời gửi các đề xuất tới các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar. Trong diễn biến khác cùng ngày, quân đội Israel đã kêu gọi sơ tán đối với một số khu vực ở miền Nam Liban, trong đó có một trại tị nạn của người Palestine, đồng thời cảnh báo rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại những khu vực này. Trong khi đó, hãng thông tấn Sana của Syria đã phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công của quân đội Israel nhằm vào một số tòa nhà dân cư ở khu vực Qusay, vùng đông thôn phía nam của tỉnh Homs, miền Trung nước này. CNN dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết Iran có thể đáp trả cuộc tấn công của Israel vào nước này trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, theo kế hoạch diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Nguồn tin cho hay phản ứng của Iran trước hành động gây hấn của Israel sẽ đau đớn. Nó có thể diễn ra trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ ngày cụ thể có thể diễn ra hành động đáp trả quân sự của Iran đối với cuộc tấn công của Israel. Cuối tuần trước, lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đang thực hiện các cuộc tấn công và những mục tiêu quân sự ở Iran như một phần trong kế hoạch đáp trả vụ tấn công ngày 1 tháng 10 vào nhà nước Do Thái. Nối tiếp chương trình sẽ là một số tin tức đáng chú ý khác. Hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy, Triều Tiên đã đào ít nhất hai hào lớn, cắt ngang các tuyến đường bộ và đường sắt ở khu vực biên giới với Hàn Quốc. Theo tờ The Independent của Anh, ngày 31 tháng 10, Động thái này diễn ra sau khi Triều Tiên phá hủy các tuyến đường xuyên biên giới vào đầu tháng 10. Hiện tại, vẫn chưa rõ các hào này dùng để làm gì. Ước tính hào tại điểm giao cắt phía đông dài khoảng 150 mét và chỉ có đất đá ở một bên. Hình ảnh vệ tinh do Planet Lab PBC chụp vào ngày 30 tháng 10 cho thấy một hào cắt đường bộ và đường sắt chạy qua phần phía tây của khu phi quân sự giữa hai nước. Căng thẳng giữa hai nước đang ở mức cao nhất trong nhiều năm khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố các đất quan hệ và từ bỏ mục tiêu hòa giải lâu dài với Hàn Quốc. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc có lập trường cứng rắn đối với tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Công việc xây hào dường như bắt đầu ngay sau khi Triều Tiên tiến hành phá hủy có tổ chức một đoạn đường gần Kê Sông, một thành phố biên giới ở phía tây của Triều Tiên và một đoạn đường bộ kết hợp với đường sắt gần biên giới phía đông giữa hai nước vào ngày 15 tháng 10. Trong các hình ảnh của Planet Lab, dấu hiệu đầu tiên của các hào xuất hiện vào ngày 17 tháng 10 sau khi mây che khuất tầm nhìn trong 4 ngày trước đó. Quý vị vừa theo dõi chương trình Điểm tin quốc tế, hãy ấn like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!